vậy? Ai vậy? Lát nữa tôi có trận đấu giữa Việt Nam Trung Quốc rồi. Anh đây là vũ khí mà anh hứa. Khi mà anh hứa là mấy hôm nay anh ngừng tất cả các loại anime trong đó. Nhưng thiếu một anime nhất là Naruto, là Boruto, Naruto thế hệ tiếp theo. Anh sẽ sử dụng năng lực từ cái bộ anime đó phải chuyển và chuyển vào cái kiếm này. Như thế cái kiếm nó sẽ có full sức mạnh. Anh đánh bại được thằng Trung Quốc kìa. Bởi vì anh không có đánh thằng Trung Quốc rồi. Hơn là nó có bố này. Và giờ cái kiếm picking sword đó nào đã suy chiêu thức suy mang lại nhớ để tạo ra người chơi mới nào. Hãy nhìn đây, phải giờ cái kiếm picking sword đó nó đạt tao nó tạo nó tao đã sử dụng một chiêu thức sẽ sử dụng một nguồn năng lượng lớn để tạo ra người chơi kiếm này rồi. Hãy nhìn đây. Sao lại chiêu thức là nó to? Sao lại chiêu thức của nó to thế? Hả? Bởi vì game này sẽ được nướng thêm một cái nữa, đó chính là lòng yêu nước. Đó chính là lòng yêu nước, của lòng yêu nước. Đó chính là đây, chính là Final Form của cái kiếm này. Và đây chính là chiêu thức. Vitamin đạo đức. Không, sao lại bị dính thế này? Bây giờ vitamin nó rất tuyệt vời rồi. Vitamin vui vẻ răng. Giờ thì nghỉ đúng rồi, hãy chân đây. Rasen Suriken. Rasen Suriken featuring featuring nhắc chém lòng yêu nước. Chiến bệ Trung Quốc. Sao ta lại thua? Bây giờ mình đã thua rồi con ạ. Một tương hồng hết. Ngày tương hồng đừng có nước nước cho tao nữa. Hồng mà hồng đúng cái đất nước của tao một lần nữa thì nhớ con bài ta cho này cái mình tao đừng bao giờ coi thường nước, thường đất nước mạnh. Hãy nhớ điều đó nha Trung Quốc. Tao đi đây, tao đem trả con hàng cho con Nhật Bản này. Đi biết ngay mà. Bây giờ mình đã thua nữa. Coi thường kẻ yếu là mất đi cuộc đời của mình.
nơi.